Xin chào tất cả các bạn, mình là Linh Ly. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một vlog đầu tiên của mình. Mình sẽ nói về con đường ca hát của mình từ khi bắt đầu cho đến bây giờ. Chắc hẳn nhiều bạn nghĩ rằng là làm ca sĩ sẽ rất là dễ, nhưng mà các bạn xem sao nha. Khi còn nhỏ, chắc hẳn bạn rất thích hát hay như ca sĩ, nhưng mà đến khi thử thì... Bàn tay của em đây em mua cho mẹ xem. Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh. Khi em đưa tay lên là bướm xinh bay mua. Khi em đưa tay xuống là con bướm đậu trên cành hồng. Và bạn nghĩ rằng anh ấy chị ấy hát được trên tivi thì bạn cũng làm được. Nhưng con đường rất dài, anh sẽ vững tin khi em luôn cùng đi với anh. Sẽ là những phút giây khi ta cùng nhau nắm chặt bàn tay. Đến khi bắt đầu bước vào sự nghiệp ca hát thì việc luyện thanh hay piano tưởng chừng là dễ dàng, nhưng mà ai cũng nghĩ ca sĩ sẽ rất bận rộn đến mức không thể thở được. Nhưng mà Linh Ly vẫn thở được và còn anh đang bận luyện thanh. Luyện thanh bài gì mà nhạc nhộn thế? Bài mới. Sao lại cái gì đấy? Sao luyện thanh lạ thế? Năn nữa anh gọi cho Tưng nha. Linh Ly sẽ nhận được toàn hoa tươi và thư của fan nữ. Nhưng mà thực tế thì tạm biệt nhé nơi này, bye bye. Hôm nay lại nhận được quà của fan hâm mộ. Nào xem có gì nào. Mọi người cứ đùa là làm nghề là gắn nghề. Linh Ly ban đầu cứ nghĩ là yêu nghề là đủ. Nhưng nhiều khi cho tôi xin 1302 thôi. Đến những nơi nào có em, anh chưa soi những ngọn đèn dọi lối đi. Buổi sáng tinh mơ êm đêm, em bước ra giường giọt nắng lung linh hoa cả ngàn muôn sắc thắm. Chờ người đến đây, tim anh ngất ngây, đắm say tình này. Như bạn nghĩ ca sĩ sẽ luôn đỏm dáng, ở nhà thì cũng mặc quần áo hàng trăm triệu, điện thoại thì cũng phải nạm vài thứ cưng cứng, nhưng mà ngày đầu mình làm quen, anh hay suốt ngày trò chuyện cùng em. Ngày đầu mình làm quen, anh hay nói em sao hiền nghe.
Nhiều bạn cứ bảo hát dễ mà, bây giờ làm ca sĩ dễ lắm. Nhưng mà thực tế thì Linh Ly cũng... Chắc một số điều bên trên của Linh Ly thì cũng giống với số đông các anh chị khác, và những điều mong ước đơn giản sau cùng cũng vậy. Linh Ly, Lan Anh à? Xinh. My yêu Linh Ly. Ôi trời ơi. Nha. Gia Bảo. Ôi, bài hát của mình lọt top rồi. Làm ca sĩ vất vả như vậy đấy. Mình hy vọng là sau vlog này thì mọi người sẽ hiểu và thông cảm hơn cho những người làm ca sĩ như mình. Và đồng thời các bạn nên nhớ rằng đây chỉ là một vlog vui vẻ thôi nha. Mình mong là những bạn nào mà có niềm đam mê đúng đắn thì hãy nuôi dưỡng niềm đam mê đó, bởi vì một ngày nào đó nhất định bạn sẽ thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những vlog sau. Yeah. Các bạn hãy ủng hộ cho Linh nhé. Bye bye.